cặp ông hổ, mà cặp ông hổ này ông hổ bạch không à, mà chỗ đó đó thì nó có cái hang lớn lắm, mà tôi ngủ ở đó thì xung quanh là đá cây nó bịt bù hết trơn, còn heo với mà con này con kia heo nó lợi hang. Nó lợi nó quậy rầm 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 nhá. Mà mỹ tối cái tôi xuống tôi ngồi tôi tịnh ở ngoài á, tịnh ở ngoài mình sợ là ba cái ông hổ bạch đó bị mình gặp ông rồi, bị mình gặp mấy lần rồi. Ừ. Đó cho nên tôi giết rồi tôi cũng không sợ. Mà gặp ông rồi gặp ông hổ có làm gì không? Không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật. Kính thưa quý vị cộng đồng mạng xa gần trong và ngoài nước, kính thưa quý vị, đối với công việc Phật Pháp trong giai đoạn này rất cần thiết cho nhân loại trên trái đất, là bởi vì Đức Phật ra đời là vì sinh tử của chúng sanh, sanh ra rồi tử, cho nên vậy mà Ngài đã vì quán xét cõi đời con người sinh tử mà Ngài bỏ cung vàng địa ngọc đi tu. Trên là 12 năm ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài đã đắc thành đạo quả và Ngài không còn bị sinh tử chi phối. Thì hôm nay với thời kỳ hạ quan mạt pháp, Đức Quỳnh Giáo Chủ là dân lệnh Đức Thích Ca Mâu Ni giáng lâm vào thời mạt hạ, không thể dạy cái chương trình tu thiền đắc đạo giống như là Phật Thích Ca khi xưa. Cho nên vậy mà Ngài dạy tu nhân học Phật để kịp kỳ Đại hội Long Hoa. Tương Dục, kịp kỳ Đại hội Long Hoa, cho nên vậy mà Đức Thầy dạy con người ăn hiền ở lành để làm sao là tránh cơ huệ diệt có mặt trong ngày Long Hoa Đại hội sắp tới. Cho nên vậy mà Đức Thầy ra đời mở đạo năm 39, năm nay 83 năm dài, báo rằng cái cuộc đời hạ nguyên sắp tàn để lập lại cõi thượng nguyên. Chúng sanh hãy mau thức tỉnh, cho nên Đức Thầy cho biết là mau mau kiếp chiếc chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này, hoặc là lo lo liệu liệu chịu tiếng trần một hội này gắn lập đế thân. Nếu để chảy chày gần chẳng kịp, phi ngay phi sớm gắn chuyên cần. Nên vì vậy mà đối với người tín đồ Phật giáo hòa hảo, nhất là tỉnh An Giang gần gũi bên Thầy, khi Ngài khai sáng mở đạo vào ngày 18 tháng 5 là một tiếng chuông chấn động cả hoàn cầu, nhưng mà đánh thức tại cái vấn đề tỉnh An Giang. Cho nên những người lân cận quanh Thầy đều giác ngộ tu hành, giống như là ông Năm Hiệu và ông Biện Đài, cũng như là cả Đô, ông Cả Mười, tất cả những người trí thức lân cận dùng hòa hảo đều thức tỉnh tu theo Thầy hết. Cho nên vậy mà có ông thì giảng sanh, có người thì chứng quả thần. Nên vậy mà bây giờ trái đất đi đến hồi nguy kịch, một là chiến tranh, hai là cái vấn đề thiên tai, ba là cái vấn đề xăng dầu khan hiếm, rồi cái vấn đề là thất nghiệp đối đau cả hoàn cầu. Cho nên vì vậy mà lúc này là lúc cấp bách, chúng sanh phải thức tỉnh sớm để lập công bồi đức, để mà tránh cơ là khổ tới, để mà có mặt trong ngày Long Hoa Đại hội gặp Thầy và giảng sanh Tây Phương. Cho nên vì vậy mà hôm nay thì đối với Ba Hùng luôn luôn lúc nào cũng là muốn phổ biến cái đạo Đức Thầy khắp nơi, để cho tất cả những người tu đặng mà kịp cái ngày Đại hội Long Hoa sắp tới. Cho nên mấy em YouTube là đi quay thì lúc nào thì tôi có sức khỏe là tôi nói chuyện ngay để thức tỉnh mọi người. Chẳng những vậy thôi mà tôi còn gặp gỡ tất cả những người cao niên lão trượng trong đạo Thầy. Nếu có cái điều kiện là cái vấn đề những chuyện gần gũi bên Thầy, hoặc là những cái điều kiện mình tu học theo giáo lý Thầy mà nói ra những việc gì, làm những việc gì có lợi cho đồng đạo, có lợi cho toàn thể chúng sanh trên thế giới và đồng bào trong nước, tôi đều là xúc tiến gần gũi để tạo điều kiện lên phim ảnh giúp đỡ cho mọi người lấy đó làm gương và học hỏi để tiến tu trên đường đạo Thầy. Cho nên hôm nay thì qua cái ngày đám giỗ của nội tổ tôi trong ngày nay, cho nên được anh Sao Beo, hai ông bà ở Mỹ Hồ Đông, tức là rất là chân tu, nhờ coi mấy clip của tôi
mà rất là phấn khởi trong đường tu, và cũng phổ biến cái clip của tôi nói chuyện trên mạng cho mọi người ở Nhân Mỹ, Mỹ Hồ Đông. Cho nên hôm nay gặp ông Tám thì nói chung là cũng là tín đồ kỳ cựu, là theo thầy lâu năm và đã từng chán cảnh phồn hoa tìm nơi tịch tịnh. Ông đã cũng từng về núi Cấm ở hồi lúc coi như mười bảy tuổi tới bây giờ, hang cùng ngõ hẻm nào ở trên núi ông cũng đều có ở, và ông tu tịnh và tìm hiểu những cái bí quyền ở trong vùng Thất Sơn để tạo cái niềm tin cho mình, là vững niềm tin nơi cái ngày là Thất Sơn dở võ và cái ngày Minh Vương lên ngôi tước vị và cái ngày Đức Thầy trở về lập hội lúc qua. Cho nên hôm nay là mấy em đến đây nhờ coi như ông Tám kể lại những chuyện là ông lý do đi tu lên núi Cấm, ông ở từ năm nào và trong dưới đó ông tịnh niệm ra sao, và ông có gặp chư thần hay là ông hổ ông mây là ẩn tu trên đó, rồi có những cái chuyện đó là ông là người thật tu lâu năm trên núi non, cho nên ông kể ra là một cái niềm tin cho những người trong đạo hoặc ngoài đạo, họ lấy đây làm cái đà tin tưởng Đức Thầy để họ tiến tu đến cái ngày giải thoát. Vậy thôi, kính mời ông Tám. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Cổ Phật Thầy cũng cảm ứng chứng minh cho lòng của con, để con nhắc lại những cái mẫu chuyện mà các đã dẫn con đi chích non và ẩn tịnh, mà con đã thời gian cứ trở về ở dưới đất liền thì con cũng vẫn nhớ luôn luôn, lúc nào con cũng không có là quên cái chỗ mà con đã từng sống, là ở trong cái cảnh núi non hoặc am cốc, thì con luôn luôn lúc nào cái chí hướng của con cũng phải hướng về đó là nhiều. Còn cái sự đạo thì con cũng là cũng tính tấn để đi đến cái tìm cái lý đạo của cái phần vô vi mà để chỉ dẫn cho con thấy được những cái mầu nhiệm như thế nào, đó cũng nhờ ơn trên Đức Phật, cũng là cần các chư thần chư vị năm non bảy núi nhờ các ngài đã dìu cho con để thấy được cái mầu nhiệm của cái Thất Sơn mầu nhiệm như vậy. Vậy là trước hết, trước khi mà tôi vô vào đề đó thì cho tôi đọc cái bài để mà kính lễ của cái từ cái hang núi, từ cái cửa núi. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Cúi đầu kính lễ mười phương cha trời mẹ đất đế vương chứng dài, cầu thầy cầu Phật Như Lai, cầu ơn trên trước các ngài chấm quan, cụ thần chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi đồng quá độ cho ba tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh giai thất đạo hòa. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy thì chú nhắc qua cái phần về đi các cái ngõ hang, thì trước hết thì trước thì ở tại cái vô chư thần. Ở vô chư thần như vậy là tại sao phải về ở tại vô chư thần? Bởi vì vô chư thần cửu huyền nay đã trở về non, tại sao con cháu bỏ mòn Phật gia, nên chú mới tìm ra được cái gốc đó. Thì bây giờ cái gốc đó đó thì đã thấy rồi, đã nhận rồi, thì bây giờ phải nói lại. Bởi vì cửu huyền trong thời hạ nguyên hạ này ở trên trước cho được về hai gì, một là cửu huyền là cố tổ của chúng ta, hai là cửu huyền thất tổ ông bà, để về cai quản cháu con tu ở tại là để khi con cháu trở về mà mượn xác hay hoặc và đem cái điểm linh đó mà để vào con cháu nhắc nhở chỉ bảo cho nó trong đường tu, tìm con đường giải thoát của thân tâm đó. Cho nên tôi cũng từng sống ở đó, thì tất cả những cái gì thì các linh căn cũng đồng đi đến đó. Lắm khi tôi cũng có đôi điều để nhắc,
Bởi vì tổ tiên cha mẹ là không sinh thành của tổ tiên ông bà, cha mẹ cũng do nơi đó mà mới có mình, thì mình đến đây. Khi đến cái vô chư thần này, anh em phải quyết tâm cầu xin Đức Phật cửu quyền, thất tổ, ông bà, nội tổ và ngoại tổ cũng đồng thế, để mà quay đầu trở lại cùng với ông bà lo tu hiền cho đến ngày. Nhưng mà cái phần thứ hai là đến khi cái người bệnh, thì đằng này chúng tôi cũng đem cái lòng từ bi bác ái quá phiên cho họ. Bởi tại sao mà phải đau, tại sao phải bệnh như vậy? Bởi nhiều khi anh em các thì đi lên đây mà không biết tin rằng cái cổ tiên ông bà mình đang tu luyện ở đây. Bởi vì cái thời mạt pháp hạ nguyên này, Đức Phật đã xóa tội cho tất cả, từ âm tới cõi dương đều xóa tội. Bởi kỳ xóa tội này còn có một lúc, tại sao chúng con không lo tu tỉnh mà hưởng nhờ? Cứ lo mê sai vào con đường trà rượu đủ tư cách để mất đi cái lòng tin của cửu quyền. Lắm khi rồi cửu quyền văn giải không được, rồi cửu quyền sẽ đánh đòn. Một lần thứ nhất đánh một roi, lần thứ nhì cải lệnh đánh hai roi, lần thứ ba cải lệnh đánh ba roi. Mà ba roi này để gìn giữ, mà nếu ba roi này mà không tỉnh ngộ thì các hàng trăm quan như cố tổ của chúng ta đây thì phải về làm sao dạy cho cháu con, cho nó tỉnh hồn của nó lại. Thì lúc đó nếu cái căn nào mà biết quy căn trở lại với Phật, với tổ, với thầy, thì nhờ cái linh căn của cái căn đó trở lại, thì nhờ trên mười phương chư Phật, các hàng trăm quan, chư vị sơn thần, chư vị năm bảy núi, năm non bảy núi đồng hóa độ cho con xác đó, thì từ từ đi đến cái chỗ an định, trí huệ được vững vàng, mạnh giỏi, về lo tu hiền theo đường Phật đạo. Điều thứ ba là những cái người mà đi lên tới đó, mà lắm khi đó cũng mượn cái danh, nói là đây là ông nội tôi, ông cố tôi, hay là bà cố tôi. Mà sự thật đây tôi nhìn thấy rõ ràng ai là tôi cho biết liền, mà cái trong căn gốc của cửu quyền của mấy ông ở chỗ nào tôi chỉ cho mấy ông thấy. Chứ mấy ông đừng có nói xưng là ông bà tổ tiên về mượn xác con cháu rồi người nào cũng lên ở ngáp ngáp lên xuống hết. Không phải như vậy. Bây giờ các ông muốn biết thì tôi chỉ cho từ cái nguồn cội của tổ tiên mấy ông ở đang tu ở tại chỗ nào, rồi các bà bên phái nữ tu ở đâu, rồi tôi chỉ cho lại đó mà nhận cái lỗi, cái tạ ơn cái trong cái tiên tổ của mình, cái cố tổ của mình đó. Rồi về phải ráng lo ăn năn cải sửa, làm lành rửa lòng cho trong sạch, thì lần lần căn bệnh sẽ lần lần nó tiêu mòn, sẽ đi đến cái chỗ mạnh giỏi lo làm ăn chân chất tu hiền. Chứ đừng có mượn cái danh mà lên đây là nói ông của tôi, bà của tôi gì mượn xác tôi mà có bài vị nào không. Nếu có bài vị ông mới thiệt là mấy người chính tông rục của tổ tiên. Bởi nói ra đó thì anh em trong cái người đi dẫn đi đó cũng không tin. Tôi nói bây giờ không tin thì để tôi dẫn đi đến đó rồi thử có tin hay không. Thì tôi dẫn đi đến chỗ mà ông bà tổ tiên, chỗ mà ở tịnh tu đó, thì dẫn tới đó thì bắt đầu nhảy vô xưng tên Hưng Thọ là ông bà tổ tiên, rồi ngồi đó khóc. Vậy là ông có nhìn nhận cháu ông hay không? Còn dòng họ anh em con cháu có nhìn ông là tổ tiên của các ông không? Rồi bắt đầu ôm nhau mà khóc. Rồi ông cố ông mới nói rằng
ổng nói cho biết của quyền nay trở về non, mà tại sao con cháu bỏ mòn Phật gia, ông ở đây tu mà tại sao con cháu không tưởng, không nhớ. Cho nên cái sự đó tôi cũng nhắc nhở anh em, đừng có chê bai những người đi non, đừng có phụ bạc những cái người đi non. Bởi tại sao ta đi non? Đi non để làm cái gì? Nó ích lợi gì cho ta đâu. Mà tại vì bắt buộc ta phải đi, một là để làm gì? Để cho biết cảnh mồ nhiễm của dùng bãi núi năm non. Điều thứ hai, lên cái cảnh mầu nhiệm của Đức Phật thì bây giờ ít nhiều anh em cũng trở về biết đó là cái chỗ mầu nhiệm, mà biết cái chỗ đó căn gốc của tổ tiên ông bà mình thì trở về lo tu. Lắm khi tôi dẫn 50 người về An Phương, hết 40 người, 30 người, dẫn hướng về cũng mười mấy người. Vì lại đó tôi giải thích cho nghe, rồi tôi giải căn cho nghe, tôi xin ông bà để làm những cái con cháu nó như vậy, nó không biết giờ các ông bà nào đó trong cái con cháu đến đây, thôi cũng tha thứ cho nó. Thì nhờ ơn trên mười phương chư Phật đáo lai quá độ rút gia cho căn bệnh này được tiêu trừ, bệnh tật trí huệ được chuyển vàng về lo tu hiền theo Phật đạo. Mà về mà không tu đó, không hiền đó, thì bị đòn kể như nằm la liệt chứ không có ngóc đầu nổi nha. Hối hận nha, đi hứa thì phải thệ miệng. Mà chính người nào bệnh tôi trị không được, tôi hứa ra tôi lãnh bệnh cho quý vị ha, tôi lãnh lịch. Bây giờ các bệnh anh em, tất cả bệnh anh em, bệnh gì đó trị hoàn hết, tôi nguyện với đất trời minh chứng cho lòng của tôi, lãnh chứng bệnh của các người này hết, chuyển về cho tôi để tôi giải nghiệp cho người này hết bệnh, đặng mà tôi dìu dắt họ. Còn tôi thân bệnh thì tôi không sợ, mà mong cho anh em được hết bệnh, mạnh giỏi, thấy được cái mầu nhiệm của Đức Phật, rồi trở về quy căn trở lại mới tin tưởng chủ quyền đó. Mà nếu không có đó thì làm sao con cháu nó tin được đó. Không tin không được đó. Thì bây giờ cái sự đó đó rồi có ai tin không? Mình nói cho có ai tin không đệ ba? Nó có ai tin không? Theo đệ xét coi. Bây giờ anh nói vậy là nó đúng như chân lý Phật Pháp. Vậy thì nói chung là anh về núi chư thần ở năm mấy? Tôi bắt đầu hồi năm là về ở tại cái núi Ông Cánh đó. Thì năm 67 là về tôi ở đó. Bị hồi đó thì bà cố bà còn ở cái chùa Bồng Lai hồi trước đó. Thì bà cố, ông bà căn gốc cũng ở tu tại cái chùa Bồng Lai. Nó cho nên Bồng Lai núi to. Núi to. Rồi sau này đó, rồi là lúc mà Đức Bổn Sư mà khi mà ông không còn nữa thì ông bà cũng siêu lạc đi tùm lum hết trơn. Rồi tôi mới lên đó ở trụ đó, trụ đó thời gian. Rồi sau này đó, Năm 67 thì ông bà đã về chuyển cho thân tôi đó, thì nói rồi thôi ông bà đã trở về bên cái gốc của cái dồ chư thần. Thì tôi tìm qua đó. Ông ở qua ở năm mấy? Ở dồ chư thần là năm đó là năm năm là 78 79 80 đó. Thì sao giải phóng ha? Ông tu ở đó là có cái cốc cái gì ở trên đó sẵn hay là ông lên ông tạo? Cái đó tôi không có tạo gì, toàn ở hang không. Ở hang chỗ nào ở hang, ở hang này là tới hang này rồi tới hang khác. Ở hang không chứ. Đó ông ở hang vậy thì cái thời kỳ quân quản khó khăn, rồi ông ở đó cơm nước đâu ông ăn? Cơm thì ăn một ngày một bữa, uống nước ngàn lần à. Đó thì cứ ngồi đó thì khổ hạnh vậy thôi à. Mà ông lúc đó ông tu với ai, mình anh ông hay là có nhiều người nữa? Một mình một, đi một mình một ngựa. Vợ con cũng không biết là ở đâu Rồi đến khi mà hồi lúc còn nhỏ thì đi một trận rồi Đi một trận đó là mười mấy năm tịnh tu ở trên tại cái núi Cấm đó. Rồi sau này xuống, rồi sau này là không có đi ở lâu nữa mà đi một tháng đó, thì tới bây giờ luôn. Ông ở tịnh tu mười mấy năm đó, năm nào tới năm nào? Cái năm đó thì tôi mới có
mới có 17 tuổi à. Mà không biết cái năm đó năm nào giờ cũng không nhớ được. Mà lúc đó chưa có vợ con chưa? Không, lúc đó không có vợ năm con. Năm đó ở mười mấy năm? Ờ, mười mấy năm. Mà ông ở đâu, trong hang hay là ở hang, không ở một mình vậy đó. Rồi ông ở dưới thì ông có gọi niệm Phật hay là ông làm gì? Thì bây giờ nói chung là lúc đó thì mình không có biết về bên cái danh tự của Phật Pháp. Cho nên là cố công để niệm Phật. Cầu Phật là quá độ cho mình được yên tĩnh. Cái bệnh hoạn hay là tất cả những cái gì trong cái bản thân mình, để mình xem xét coi có nó từ cái chỗ nào mà nó sanh lão bệnh tử, rồi cái chỗ nào mà lục căn lục thức lục trần như thế nào. Mình tìm trong cái thân của mình ra, ở cái con mắt này nó kêu là cái gì, mà nói ra sao, cái lỗ tai này nó là cái gì, mình phải nghĩ ra nó coi cái lỗ mũi nó làm sao, rồi tới cái miệng này làm sao, rồi cái thân nó làm sao, rồi tìm ra mà để mình biết cái lý của nó, cái gốc của nó. Rồi cái chỗ sanh lão bệnh tử này nó tại sao mình sanh ra mà ai cũng chết chứ, mà nói tu thành Phật sao tu hoài không thấy ai thành hết. Cho nên phải tìm ra một cái lý giải. Và cho nên tôi là một người dốt, không có biết một chữ nào trong trường lớp hết. Dốt đặc đích luôn, không biết một chữ nào hết trơn đó. Mà cho nên tôi cố tình tôi để tôi ở dưới hang đó cho đến chỗ thanh tịnh, mà tôi tìm cái lý đạo mà để tôi giải thoát thân tâm của tôi. Đó. Cho nên đến cái năm 18, 19 tuổi đó thì xuống núi, mà quyết định là xuống về để cứu vợ cứu con, mà bị gì cha mẹ ông bà chỉ có một mình cô độc thôi chứ không có người con thứ hai nữa. Cho nên mình thấy mình ở trển lo tu hoài thì bỏ cha mẹ ông bà, không có ai nuôi nắng hết. Qua đời hết, phải bắt buộc phải xuống đó, xuống núi rồi lập vợ con gái đâu đó đàng hoàng, cắt nhà cắt cửa cho con cái ấm no hết, đất ruộng gì mà cái đó trời ban, cái tôi không phải tôi ham tôi sắm, người tự ta kêu người ta cho, ở nhà vợ con làm sao trả đó, rồi được mấy chục công đất đó, rồi đó vợ con ở nhà sống nhăn, cơm áo nhà cửa đủ sống rồi đó, không có đói. Còn tôi thì bây giờ tôi đi tứ phương hết, từ chỗ này đến chỗ kia tôi đi, rồi khi tôi ở trên núi 1-2 tháng không chừng đó. Cho nên là cái chỗ này tôi cũng nhờ được cái duyên lành, dầu cực khổ cỡ nào, mưa gió cỡ nào tôi cũng kiên trì tôi ở đó. Đó, cho nên bây giờ tôi mới được hiểu được cái lý và hiểu được cái thân con người mình từ ở đâu nó ra, mà từ ở đâu nó có cái khổ, mà từ đâu nó sanh lão bệnh tử này đây. Đó, cho nên tôi thấy được rồi, tôi dứt bỏ tất cả, không còn níu dính cái gì. Tiền không xài, điện thoại không xài, tiền bạc không rớt. Ăn cơm thì cho ăn, cái gì thì ăn, không cho thì thôi. Chỉ một mình, một ngựa mà thôi. Vì là lúc mười mấy năm ông ở dưới núi Cấm đó, ông ở dưới hang. Vì thời kỳ đó, thời kỳ quân quản rồi, khó khăn lắm. Quá khó khăn mà. Vậy thì bây giờ là hàng ngày như vậy là ông ăn đó là ông làm sao ông có cơm ông ăn? Rau luộc chuối. Con cũng vậy nghe. Ban đêm là ông ngủ là có mùng có chiếu gì không? Hay là không, ông ngủ có miếng đắp rồi. Miếng đắp rồi gặp mua dầu á. Bây giờ phải mua dầu chứ không có dầu á là kiến nó vô nó cắn chết. Đó, mua dầu cái tối mình nhúng miếng vải mình tha vòng vòng cái chỗ mình nằm. Chứ không có dầu này nó bò đầy đầu đầy cổ hết. Thì có dầu hôi dầu lửa mới ru mình đó. Đó vì mình nằm ở đây thì mình phải che dắp vòng hết trơn. Mình nằm kèo queo ở đây. Thì là con kiến nó vô tới đây nó gặp hơi dầu nó ra thì mình ngủ, mình nằm. Mà đâu có ngủ, tôi 30 năm rồi quý vị à, 30 năm tôi không ngủ ngày, không ngủ đêm nha. Cho nên là suốt đêm niệm Phật, suốt đêm ngồi tịnh, để mà cầu để mười phương chư Phật đáo lai quá độ cho con thân xác này đó, được cho là tiêu trừ bệnh tật, trí huệ cho vững vàng cho đến trung thân. Con biết rằng con sẽ làm cho nhân dân đồng bào xã hội trên đất nước Việt Nam của mình này, là cái gì con làm được con không có từ chối chỗ nào hết. Vậy là thời gian không ở đó là ở dưới hang mười mấy năm là đều ngủ dựa vô vách đá ngủ không? Vậy đó, ngồi dựa lưng vô và ngồi niệm Phật. Niệm Phật đã rồi. Đó rồi thì bắt đầu là lúc đó thì
rồi các cái người bệnh mà có căn đó, khi nó đi ở đâu không biết mà nó cũng biết tôi ở dưới, nó lũ dưới đuổi nó không lên, đuổi nó không lên, viết là nó quy y với ông cấp. Tôi nói trời ơi, tôi có làm cái gì đâu mà quy y với tôi. Rồi đuổi nó không đi, rồi mắt nó ở đó rồi, rồi phải đi kiếm chỗ gửi nó nữa, khổ cái nạn đó nữa. Kiếm chỗ cho nó gửi cho nó chiều đó nó ngủ, nó ngủ ở đó rồi cái sáng 4 giờ cái bắt đầu nó biểu nó đi ăn uống gì ra cho đã đi, rồi tới 6 giờ nó lợi nó phải ngồi niệm Phật từ sáng tới chiều, niệm hoài. Tôi ngồi tới chừng nào nó ngồi chừng đấy. Con nhỏ đó nó tâm thần từ Biên Hòa, nhỏ với con nuôi tôi giờ nó giàu cái nhỏ đó đó. Nó giàu là nó chồng nó là giám đốc, mà nó ngây ngơ từ ở Biên Hòa mà nó đi thẳng vô tới núi Cấm mà nó xuống cái hang nó gặp tôi rồi đó. Là đuổi hoài nó không đi, đuổi nó hoài nó không đi, rồi tôi không biết làm sao. Mình thì không có tu ở dưới cốc dưới hang rồi mà đừng bà đi theo, thấy nó bức sức mà cũng sợ nữa đó. Rồi chiều phải hiếm chỗ phải dẫn nó đi gửi đó. Mà vậy tôi bắt nó ngồi nó niệm Phật dân dẫn như vậy đó là có một tháng một cái bình tĩnh. Bình tĩnh bình thường cũng như người không có bệnh. Rồi nó mới đem tiền vô, nói ba à, bây giờ ông đi mua đất ông cắt cho tôi một cái chùa. Tôi nói không được con, bị gì nhận nó là làm con nuôi, cắt cho con cái chùa rồi con bỏ con ngoại mẹ con ngoại rồi con vô ở đây không, không có được. Thôi bây giờ con vô đây con cúng mỗi hàng năm vậy đi, rồi con về ngoại chứ cắt cái chùa con không có ích lợi gì cho con đâu, mà bị gì bỏ đây đâu phải ít tiền. Mà tôi nói gì nói không được, cái nó đòi những cái quà tôi mới gạt nó. Tôi nói con à, thôi bây giờ ý con muốn làm cái việc nghĩa xã hội thì thôi bây giờ ba có ý kiến, thôi bây giờ con cắt đi, cắt một cái nhà ngủ ha, cái nhà ngủ đâu đo để đàng hoàng chứ, rồi cơm gạo con mua đem để đây đó, rồi mùng chiếu bàn ghế rồi cho người ta ăn ở ngủ đây, mình không lấy tiền nha đó. Cái nó nghe tôi nói gì, cái nó nghe lời tôi đem vô 150 triệu. Năm mấy cái tên nha, năm mấy không? Năm đó là hình như năm 90 năm mấy đó. Năm 90, 92 gì đó. Nhớ mày mãi cũng được. Ờ, 90, 92 gì đó. Các bây giờ nhà trọ nó còn không? Còn, bây giờ nó cũng lâu quá rồi, bây giờ nó cũng là nó nứt nở nữa rồi. Đó, thì nó cắt cái đó xong rồi. Xong rồi đó thì là tôi là giữ chìa khóa nó giao tôi, nó đi về ngoài. À, cái cắt cái chỗ đó thì cái miếng đất cũng nhỏ, con gái nuôi tôi nữa. Đó, rồi với nó cắt cái đó xong đàng hoàng hết trơn, còn dư cái nó lên nó cắt cho tôi cái cốc tịnh mà bằng 2 tầng, tầng ở dưới này là tiếp khách. Rồi một tầng ở trên á thì để tôi tịnh cúng. Nghe vô nào? Vô cây quế. Dạ. Dạ. Đó cho nên đó là cái chỗ đó nó vắng lẻ dữ lắm. Tôi lên tôi ở đó đó mà có một cặp ông hổ, mà cặp ông hổ này ông hổ bạch không à, mà chỗ đó đó thì nó có cái hang lớn lắm, mà tôi ngủ ở đó thì xung quanh là đá cây nó bịt bù hết trơn, còn heo với mà con này con kia heo nó lợi em. Ờ nó lợi nó quậy rầm 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 nhá. Mà mỹ tối cái tôi xuống tôi ngồi tôi tịnh ở ngoài á, tịnh ở ngoài mình sợ là ba cái ông hổ bạch đó bị mình gặp ông rồi, bị mình gặp mấy lần rồi. Đó cho nên tôi giết rồi tôi cũng không sợ. Mà gặp ông rồi gặp ông hổ có làm gì không? Không, bị gì ổng ở dưới hang ông bò lên chỗ đó, tôi có cắt cổ cái thờ hổng. Tôi biết cái chỗ đó có nên tôi cắt cái phụ thờ đó rồi, thờ ổng hang. Đốt nhang hương khói đàng hoàng hết trơn đó, cho nên mỗi lần tôi ra đó tôi cúng ban đêm thì mấy ổng chừng lên. Chết mà nhẹ ha. Mà gặp ông có giờ ông không? Giờ không? Thấy không? Sao không? Không thấy gì không? Đó cho nên rồi ở đó không ai dám lợi đó, không ai dám ngủ hết trơn á. Chỉ có một mình tôi thôi. Mà tôi ở chỗ như vậy là tôi ăn cơm có một bữa một thôi. Mà hồi đó giờ đâu có biết viết sách, viết kinh, biết chữ, biết chéo gì mà. Đốt mà. Mà bây giờ lên đó rồi cái tự tâm nó phát sinh ra, rồi đem ra những cái giáo pháp tất cả dân dân điều gì ở trong trong tâm phát ra.
phát ra mà mình mới hiểu được cái giáo lý chân truyền của Đức Phật đó. Mà từ đó mà tôi mê giết là tôi chết bây giờ đó. Rồi đó, rồi sau này tôi mới đi xuống từ túi ông Cấm xuống Ba Thê, xuống núi Sập, xuống về túi núi Chóc đó. Núi nào có ở hết đi núi Sập ấy gì, đi tới đâu thì ở tới đó đó. Bởi cho nên bây giờ tôi nói gì cái phần du di mà ông cho biết. Mà lúc ở với ông Hổ Bạch đó là ông ở được bao lâu, anh ở được bao lâu, hằng đêm vậy là ông cúng giang vậy là ông lên ông gặp anh vậy là bao nhiêu lần? Cái đó thì cái năm đó 90 mấy đó thì ở đó thì có mấy tháng à. Bị gì con nhỏ gái bị nó hết bệnh rồi, cái đó bắt đầu nó vô nó cắt cái gì đó rồi mình phải là ở đó rồi nó cắt cái cốc đó rồi ở đó tỉnh tu luôn còn